Chào các bạn, mình là thầy giáo Sang Mình là người sáng lập của thử thách từ IELTS 100 ngày Và đây là cái chuỗi video mình làm về phần IELTS Writing Task 1 Để có thể hỗ trợ các bạn đang tự học IELTS tại nhà Có thể học thoải mái và hiệu quả nhất Ngày hôm nay là ngày thứ 11 Và chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bài pie Nó có dạng danh mục là lý do trên màn hình chúng ta sẽ có hai phần pie và nó thể hiện những nguyên nhân tại sao mà người ta lại đi làm travel to work bằng xe đạp đây cái phần bên trái và bằng xe hơi ha phần bên phải thì các bạn thấy đây chính là những lý do tại sao người ta lại chọn cái loại phương tiện là xe đạp còn bên đây là những lý do tại sao người ta lại chọn phương tiện là xe hơi để có thể làm được bài này chuẩn xác cũng như là nhanh nhất có thể thì chúng ta sẽ phải làm thật kỹ à, phần chuẩn bị chung ngữ Đầu tiên hết thì mình vẫn sẽ phân tích Dạng là pi Thời gian là không có Do vậy là chúng ta sẽ sử dụng thì là hiện tại đơn Chúng ta có đơn vị rất quen thuộc Phần trăm Và danh mục ở đây ha Nó sẽ là phương tiện ha Đó là mean of transport Và lý do reason sau đó mình sẽ chuẩn bị chủ ngữ. Nếu các bạn có theo dõi từ những bài đầu thì các bạn sẽ biết đây là một bước rất là quan trọng. Chủ ngữ đầu tiên mình sẽ luôn dùng là the figure 4. Thì đối với bài này mình sẽ phải chuẩn bị hết những cái phần chủ ngữ ở đây thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn coi ha. Bây giờ mình sẽ ghi ha. Ở đây là people travel to work thì mình sẽ biến đổi lại thành là worker using ha và mình sẽ làm về xe đạp trước sau đó mình sẽ kết hợp nó với phần lý do rồi bicycle chỗ này thì mình sẽ thêm mess ha đây đầu tiên là health and fitness rồi thì mình sẽ sử dụng là mình ghi là using bicycle for và mình sẽ biến đổi cái how your fitness lại ha mình sẽ ghi là maintaining good health đấy cái thứ hai là less pollution thì mình sẽ biến đổi lại mình sẽ ghi là for protecting the environment cái tiếp theo là no parking problems thì mình sẽ viết thành câu và mình sẽ sử dụng because mình ghi là it has no parking problems Tiếp theo mình có no cost thì vậy thì mình sẽ ghi là because it's free. Cuối cùng là faster than driving. Faster là tính từ ha. Như vậy mình sẽ viết một câu nó ghi là faster than driving. Hoặc các bạn cũng có thể ghi là because of is faster speed. Chủ ngữ thứ hai thì mình sẽ sử dụng là percentage hoặc là proportion. Và mình sẽ sử dụng lại tất cả những cái nguyên nhân mà mình đã làm. Nhưng phần trên này thì mình sẽ biến đổi lại một chút ha. Mình sẽ ghi là people cycling to work. Các bạn nhìn nè ha, ở trên đài đã có gãy nè, reason for cycling to work. Rồi, như vậy thôi. Và mình áp dụng tương tự cho phần xe hơi. Như sau. Đối với xe hơi thì chỗ này nó sẽ là cars và mình sẽ thêm S ha. Ở dưới này thì nó sẽ là driving. Về những phần lý do thì mình cũng sẽ viết lại. Về mặt à, thoải mái, lý do thoải mái thì mình sẽ ghi ở chỗ này ha. Mình ghi là for z comfort. Thì cái chữ z ở đây có nghĩa là của hàng sở hữu. Ý mình nói ở đây tức là người ta chọn đi xe hơi là bởi vì cái sự thoải mái của nó is comfort. Sau đó là distance to work. Thì mình sẽ ghi hang bởi vì nó có thể travel over a long distance. Hoặc là các bạn có thể ghi là nhà của cái những người này xa chỗ làm cũng được. Sau đó mình ghi là faster than cycling thì nó sẽ giống như ở trên thôi. Faster than cycling. Rồi, need to carry things to work ha, tức là khi mà bởi vì nó có khả năng ha, mình nghe là it can carry things to work. Cuối cùng đó là sự an toàn ha, safer, safer. Thì ở đây mình sẽ có thể ghi ngắn gọn là because of its safety. Hoặc các bạn có thể ghi một câu là because of, because it's safer than cycling cũng được. Xong. So, như vậy là mình đã chuẩn bị xong hết toàn bộ những phần chủ ngữ và bây giờ thì mình có thể làm cái bài hang rất là nhanh và chuẩn xác. Đầu tiên hết là phần tổng quan và mở bài. Dẫn như thường lệ chúng ta sẽ biến đổi lại phần chủ đề. Và chữ show thì mình sẽ dùng một từ quen thuộc đó là compare. Và ở đây nó có hai cái charts. Do vậy cái chữ compare là mình sẽ không chia gì cả. Mình sẽ ghi là figures for rồi mình sẽ thêm thắt một chút xíu ha Mình ghi là different reason Different reason Why Rồi chỗ này mình sẽ biến đổi lại ha Why workers choose to use bicycle so cars Đấy Về phần tổng quan Thì chúng ta không có thời gian Do vậy các bạn sẽ chỉ có thể nhận xét số liệu nổi bật thôi. Ở bên đây chúng ta thấy rất là dễ dàng hai cái to nhất Health, health and Fitness and Less Pollution. Bên đây cái to nhất là Comfort. Rồi, thì nếu như các bạn sử dụng chủ ngữ mà chúng ta đã chuẩn bị thì chúng ta có thể viết như vậy. Mình ghi là phần trăm. Những người mà cycling to work vì cái lý do ha, for maintaining good health. Và một lý do nữa đó là protecting the environment. Rồi, do có hai cái lý do cho vậy percentage mình sẽ thêm s vào. Và mình sẽ ghi ở thì hiện tại ha, mình ghi là lớn nhất. Đấy, đây là nếu mà các bạn làm theo cái cách là sử dụng chủ ngữ. Rồi, ví dụ như bây giờ mình không có sử dụng cái the figure hoặc là the percentage thì mình có thể làm như vậy ha. Mình sẽ nói là ở bên xe hơi mình sẽ nói là cái sự thoải mái á là cái lý do phổ biến khiến người ta đi làm chọn đi làm bằng xe hơi chẳng hạn. Rồi mình sẽ ghi như vậy. While comfort is the main is the most the most popular reason why people ah à, worker choose Car to commute to work. Rồi. Các bạn thấy ha, mình ghi nè ha. Comfort is the most popular reason why workers choose cars to commute to work. Thì commute ở đây nó sẽ mang cái nghĩa là gì? Commute ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ à, di chuyển từ nhà lên chỗ làm ha. Đó, và từ chỗ làm về nhà. Nó gọi là commute. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm thân bài Thì tất nhiên rồi, hai thân bài Đầu tiên mình sẽ ghi là Looking at the reason for cycling to work Còn cái thứ hai là Turning to reason for driving to work Rồi, thì bây giờ mình sẽ chia những cái danh mục ra à, Mình cũng sẽ áp dụng cái cách mà mình đã làm Ở những cái bài trước ha, đơn giản thôi là đầu tiên là mình sẽ viết một câu có hai vế sau đó làm cái câu còn lại thì mình sẽ dùng respectively thì nhìn vô đây mình sẽ làm hai cái này vô trong một vế nè hai cái số 30 phần trăm cái số 15 này thì mình sẽ làm vế thứ hai còn hai cái phần còn lại thì mình respectively rồi mình làm cho các bạn xem ha rất là đơn giản thôi bây giờ mình dùng chủ ngữ the figure for để mình làm hai cái lý do worker use bicycle rồi mình sẽ làm hai cái lý do là sức khỏe đây mình copy xuống ha và môi trường ha thì nó giống nhau mình ghi là are the same at 30%. Sau đó mình làm cái vết thứ hai là mình sẽ sử dụng chủ ngữ proportion và mình sẽ mình sẽ ghi là people cycling to work là lý do thứ hai đó chính là nó không có vấn đề về giữ xe mình ghi cái giống như chủ ngữ là mình đã chuẩn bị ha has no parking problems rồi thì mình có thể ghi là 15% phần trăm đấy hoặc mình có thể ghi như vậy ha 15 là một nửa của 30 mươi do vậy mình có thể ghi là is half of that đấy mình so sánh lại với cái vé đầu tiên luôn như vậy là mình đã xong cái câu đầu tiên rồi nè mấy bạn đấy hai cái thằng đầu tiên thì nó bằng nhau 30 ha còn cái thằng tiếp theo thì nó chỉ bằng một nửa số đó thôi sau đó mình dùng in addition và mình sẽ respectively hai cái còn lại rồi mình sẽ chỉ cần là mình copy cái phần chủ ngữ này sau đó mình ghi hai cái lý do còn lại đó là bởi vì nó free và nó faster than driving. Rồi, các bạn nhớ cái figure phải có S ha. Thì nó sẽ lần lượt là 13 và 12%. Sau đó các bạn phẩy một cái và cuối câu các bạn đừng quên chữ này nha. Khi chúng ta gộp số liệu ha, thì chúng ta sẽ phải có respectively. So ok, bây giờ thì mình sẽ copy nguyên cái phần này để mà mình làm cho cái phần driving to work ưu tiên của mình khi mà làm cái phần task one đó chính là nhanh và chính xác ha. Rồi bây giờ comfort là 40% nè, thằng uh, distance to work là 21 ha, mình sẽ bỏ nó vô trong câu đầu tiên hai vế. Rồi bỏ S đi ha, tại đây chúng ta sẽ chỉ nói về một cái lý do thôi. Lý do ở đây là for comfort thì nó sẽ là 40%. Đấy, trong khi đó trong khi đó hàng cái phần trăm của người driving to work bởi vì bởi vì nó có thể đi chúng ta có thể đi làm xa. Vậy thì mình ghi là can travel over a long distance. Rồi thì nó sẽ nó sẽ cũng bằng khoảng bằng một nửa ha. Thì mình sẽ ghi là is half of that nhưng mà mình sẽ ghi rõ số liệu ra là 21 phần trăm mình sẽ ghi thêm cái chữ là gì xóa này đi ha is half of that xong rồi và bây giờ thì mình sẽ làm những phần còn lại ha hai thằng này bằng nhau nè faster than driving với need to carry things to work là 14 phần thì mình sẽ làm một câu cho nó Cause này ha rồi ghi hai lý do vào đây. It can carry things to work and faster than cycling. Cái này để trước. And can carry things to work ha. Thì nó giống nhau ở ở mức là 14%. Rồi chúng ta còn một cái cuối cùng thôi và cái cuối cùng hang thì mình sẽ làm khác so với mấy cái mấy cái vừa rồi một chút xíu là mình sẽ đem cái phần trăm lên đầu câu. Nó sẽ là 11%. Vậy thì mình sẽ ghi như vậy ha, in addition 11% of uh, employee đi. Nãy giờ dùng worker nhiều rồi, employees. Rồi họ sẽ chọn ha, choose to travel to work by car. Rồi cái lý do đó hang because of it safety. Xong rồi. Và bước cuối cùng ha các bạn, vẫn như thường lệ chúng ta sẽ kiểm tra số từ và bài này mình làm là 201 từ. Đấy, xong rồi. Các bạn thấy, mình đã hoàn thành ngày thứ 11. Và với một cái bài pi nó có những cái danh mục là lý do rất là nhiều như vậy. Đấy, thì cái phần chuẩn bị chủ ngữ vẫn là một bước cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể làm nhanh, sạch lỗi. Tuy nhiên, các bạn nhớ có thêm cái bước là kiểm tra lại phần động từ, xem là chúng ta đã chia đúng thì hay là chưa, hoặc là chúng ta chia số ít số nhiều có chuẩn hay là chưa. Đấy, từ những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái phần điểm số bài của chúng ta. Rồi, hôm nay đến đây thôi và mình là thầy Giáo Sang, hy vọng là video này sẽ hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo.